Hello, xin chào. Tiếp theo lại đến cái comment của chị Phạm Mai Hoa. Đi vô cái clip mà tôi nói học lớp 4, energy lớp 4 rồi mà vẫn chết. Thì chết trẻ đó. Thì chị vô chị quăng cái comment như thế này. Chị bảo chú nói lớp 4 mà không thực hiện đúng đạo đức tình thương và tần số cộng 1 trừ 1 thì tập không hiệu quả, có khi không bằng lớp 1 hay lớp 2. Ây cha cha, người ta sinh ra con mắt là để quan sát, sinh ra cái đầu là để suy ngẫm. Mà tôi thấy đa số mọi người chấp nhận sống theo cái kiểu để người khác nhét chữ vào đầu mình, rồi cầm cái chữ đó của họ đi phang lại trong mọi hoàn cảnh, khi mà bản thân mình cũng không có cách nào để kiểm chứng cái lời đó. Làm sao để kiểm chứng được cái lời đó, đánh giá được cái lời đó? Họ chỉ biết người khác nhét chữ vào đầu họ rồi họ cầm cái chữ đó họ đi họ phang lại thôi. Nếu không phải chữ của mình thì nín đi, đừng có phang nha. Chừng nào chữ của mình thì mình hãy vác chữ của mình ra mình đi mình nói, mình đừng có đại diện mình lấy chữ của người khác nhét vào đầu mình rồi mình đi phang lại cho người khác. Đó chỉ thể hiện mình là một con robot làm theo sự lập trình sẵn. Người ta bấm nút cho bạn phải nói, tới đó bạn bấm nút phát, bạn nói những cái câu từ của người ta thì bạn tuôn ra bạn nói, bạn không có một chút tư duy nào hết. Bây giờ tôi sẽ chứng minh một số cái điều nó vô lý. Đây, nhiều điều vô lý lắm. Hôm nay đang buồn buồn thế là ngồi nghe được hai cái clip này, nghe cũng khá là vô lý. Đầu tiên, tôi sẽ cho biết là nói nước đôi là như thế nào. Và tôi đã từng áp dụng đó, tôi sẽ đưa minh chứng cụ thể trong cái trường hợp của tôi cho mà coi. Cái thứ hai đó là tại sao người tốt lại hay chết sớm? Đây có phải là câu hỏi mọi người hay hỏi không? Biết tại sao không? Energy cũng không biết đâu, nhưng mà tôi biết á. Rồi, cái thứ ba, tại sao người ta phải nói nước đôi? Tại sao phải nói nước đôi? Bây giờ tôi sẽ chứng minh một số cái nước đôi đây. Trong cái clip tôi nghe cái clip là có hai cái clip. Cái clip thứ nhất có một người hỏi là có bị lây bệnh khi mình truyền năng lượng cho người khác không? Tức là cái người đó họ không thể nào biết được cái mức độ của họ rồi thì họ mới hỏi câu này, tức là ở cái trình độ của họ không phải là cái bậc cao siêu nha, thì trả lời như thế nào để cho cái người với cái trình độ đó hiểu ý mình muốn nói, còn trả lời gì mà đi một vòng quay go nói luẩn quanh nói lòng vòng. Tôi dám chắc cái người hỏi câu này vẫn chưa ra được câu trả lời. Câu hỏi là gì? Có bị lây không? Đây là câu hỏi gì? Yes no question là câu hỏi có không, có hoặc không. Thì phải, dù mình có giải thích như thế nào đi chăng nữa, mình có đưa ra dẫn chứng kiểu gì đi chăng nữa, thì cũng phải túm cái quần lại là có hay là không, đúng không? Nhưng cuối cùng sao? Không trả lời được có hay không mà vẫn trả lời nước đôi. Trả lời như thế nào? Cái thứ nhất là nếu mà phước đức của bạn lớn, bạn truyền cho người ta thì bạn không bị lây. Còn nếu cái người bị bệnh á, nghiệp quả của họ lớn quá mà phước đức của bạn ít quá, bạn truyền thì bạn sẽ bị lây. Vậy làm sao để biết cái người đó nghiệp quả lớn và mình phước lớn? Có biết được không? Không. Đó là cách nói nước đôi. Nước đôi tức là sao? Là dựa vào cái kết quả nó xảy ra rồi sau đó họ mới phân tích ngược lại cái lý do. Bây giờ nếu như bạn truyền cho người khác mà bạn khỏe mạnh thì mặc định hiểu rằng bạn có phước đức lớn, cái người kia nghiệp quả thấp, bạn lấn át được người ta. Còn nếu như sau khi bạn truyền bệnh mình lỡ mà xảy ra cái sự cố gì đó thì mặc nhiên khẳng định rằng phước đức của bạn thấp, nghiệp quả của người kia lớn quá, lấn át bạn cho nên bạn bị lây bệnh lại từ họ. Đó là cách nói nước đôi, kiểu nào bạn cũng chết nha. Hôm nay bạn truyền
bạn khỏe thì là bạn có phước. Ngày mai bạn truyền vẫn người đó, bạn dính thì là phước bạn hết rồi đó. Thì đó là cái cách nói là gì? Cách nói luẩn quanh và chối tội, chối trách nhiệm. Cách nói vô trách nhiệm và chối tội. Người ta cần ở đây là phải chỉ có một cái đáp án thôi. Nếu như cái điều đó là gì? Nếu như mà cái sự việc nó xảy ra đúng như vậy thì nó phải có một cái đáp án cụ thể ra là có hay không. Xong. Rồi cuối cùng sao? Không nói được cái kết quả có hay không mà đưa ra cái nước đôi như vậy đó. Và cái nước đôi đó là dựa vào cái kết quả sau khi truyền xong có thế nào mới quy kết được cái lý do. Rồi bắt đầu lại giảng giải về cái yếu tố tình thương và đạo đức. Khi người ta hỏi tất nhiên là phải hiểu rằng là những người đó đã đạt cái tiêu chuẩn của NLG rồi. Không cần phải đi giảng giải lại là yếu tố đạo đức thế này thế kia. Rồi là gì không học cao rồi thì không được chảnh chó chảnh chọe này nọ. Rồi không được này kia rồi là mất cái này nọ. Tức là đi một vòng một hồi trả lời không có vô cái trọng tâm cần trả lời. Đó là cái clip. Có bị lây bệnh khi truyền năng lượng cho người khác không? Mọi người nghe đi, tôi để hết cái link ở dưới một comment á. Rồi đi vô nghe đi, rồi ngồi nghe kỹ lại xem cuối cùng cái đáp án ở đây trả lời là thế nào. Mọi người cũng không có một cái đáp án cụ thể. Mà chỉ có cái đáp án khi mọi người làm xong, nó xảy ra cái hiện tượng gì thì mọi người mới trả lời được cái câu hỏi đó. Đó là một cái cách nói nước đôi. Nếu mà bạn bị là do thế này, nếu mà cái kết quả không tốt thì là do bạn thiếu phước. Nếu mà bạn không có bị gì hết là bạn có phước. Đó, cứ vậy, hiểu như vậy đó. Nó không có một cái gì để kiểm chứng cái lời nói đó cả. Nó chỉ tuôn ra từ một người thôi. Nó không hề có một cái thiết bị hay một cái phương pháp nào để mình đo, mình biết là mình phước lớn hay là mình nghiệp lớn hay như nào, không biết. Không có biết được. Cái đó là cái cách nói chối tội. Tiếp một cái clip thứ hai. Cái clip này mới buồn cười. Và tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở cái clip này để chứng minh cho mọi người biết một số cái điều hay ho trong xã hội hiện tại. Cái clip đó là gì? Có người hỏi là nếu bị cướp thì vận dụng NLG như thế nào? Đây là cái câu hỏi dành cho cái người là cái người đó bản thân họ đang bối rối. Họ không biết phải giải quyết như thế nào. Thì nhiệm vụ của cái người trả lời là phải làm sao? Vạch ra được những cái phương án, ví dụ cụ thể ra cho họ để họ biết cách xử lý trong tình huống đó. Tại vì nếu mà họ biết cách xử lý tình huống thì họ đã không đặt câu hỏi này. Khi họ hỏi câu hỏi này là họ không biết cách xử lý. Thì mình nếu là mình thì mình sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ như nếu gặp cướp thì la to lên, gần đó mà có người thì mình la to lên và hỗ trợ. Còn nếu mà cảm thấy mình thằng đó nó ốm yếu á, mình có võ thì mình xử nó luôn. Còn nếu mà thấy thằng đó nó to cao quá, nó đông thằng người quá mà mình không được khỏe thì thôi mình đưa tiền cho nó, đưa tài sản cho nó, kêu nó lấy đi. Ít ra cũng có ba cái lựa chọn. Ít ra cũng có ba cái lựa chọn để cái người đó sẽ biết là khi mà mình rơi vào tình huống đó thì mình sẽ xử lý cái trường hợp nào. Đúng không? Nhưng lần này không. Chú thì lúc nào cũng nói là chú hiểu rất rõ, chú biết rất rõ những cái điều mà nền văn minh và không gian chỉ dẫn. Nhưng có một cái điều là tôi thấy chú trả lời tất cả các câu hỏi đều không rõ mà nó cứ dắt người nghe đi vòng vòng cuối cùng họ cũng không biết họ phải làm gì. Thì cái cách chú trả lời cái câu hỏi này là gì? Nếu như mà ai mà có một chút tỉnh táo ngồi nghe thì sẽ phải buồn cười. Còn ai mà mê muội một cách không còn cái đầu của mình không còn để suy nghĩ nữa, để người ta nhét chữ vào đầu mình á thì sẽ cảm thấy rất đúng và tâm đắc. Để link ở dưới nghe lại. Thì chú trả lời như thế nào, chú bảo nào. Cái người mà học NLG á, nếu mà có đầy đủ cái phẩm chất đạo đức của một người tốt thì sẽ rất ít gặp cướp. Cái đó hay chỗ đó đó. Mọi người nghe khoái không? Thế thì mình học NLG, mình có đầy đủ yếu tố đạo đức là mình đi ra đường mình ít gặp cướp. Sướng ha, nghe sướng ha. Mà nếu có gặp, chú nói là mà nếu có gặp thì cái xác suất nó thấp lắm. Tức là nó xảy ra cái hậu quả nó thấp lắm. Nó không có nguy hiểm gì đâu, nó không có nguy kịch gì đâu, nó nhẹ lắm. Tức là nếu như mà mình mà là cái người có đầy đủ yếu tố tình thương và đạo đức chuẩn mực á, thì chắc chắn sẽ có một cái bề trên, tâm linh bề trên nó sẽ ngăn cản mình, nó sẽ giúp mình và nó sẽ cản trở mình. Giống ví dụ chú ví dụ chẳng hạn như mình hôm nay mình đi chuyến bay này
nhưng mà do tự nhiên sáng ra cái xe nó bị xì lốp đi, cái cùng đi không không kịp giờ, thế là đến bị trễ chuyến bay. Lúc đó mình rất là hậm hực, mình bực tức đúng không? Nhưng sau đó mình biết cái chuyến bay đó nó bị rớt, bể tan tành cái chuyến bay đó. Lúc đó mình ngồi mình mừng hấm lên, mình hên quá, đúng là có cái sự cản trở, mình bẫy bánh xe, nhờ mình bẫy bánh xe cho nên mình mới ra sân bay trễ, sân bay trễ cho nên mình mới còn sống sót. Đó là nhờ phước đức của mình, đó là nhờ mình đầy đủ yếu tố tố chất tình thương và đạo đức cho nên mình được bề trên che chở. Nghe hợp lý không? Mọi người nghe hợp lý không? Quá hợp lý. Vậy thì bây giờ tôi hỏi nè, 500 con người trên cái chiếc máy bay bị nổ đó đó, bị rớt đó đó, 500 con người trên đó không lẽ xấu hơn cái yếu tố tình thương của họ đều không bằng một cái ông đứng dưới đất này sao? Vô lý chưa? Vậy thì tất cả những người 500 con người trên máy bay trên đó đó, người đó ở ác hết trơn, yếu tố tình thương không có, cho nên họ mới gặp xui. Còn có mỗi ông này có yếu tố tình thương có, cho nên là được giới tâm linh cản trở để cho mình trở ngại, mình không có đến kịp giờ cho nên mình thoát chết. Lý giải cái này là cái gì? Hồi số ông ơi, cái số cái ông này chưa chết, nó sinh ra như vậy, chả có cái bề trên nào ở đây chân á. Cái số chưa chết thì tự nó sinh ra những cái trục trặc để mà chưa chết, chứ không thể nào nói cái ông này tốt quá, tử tế quá, tình thương quá, được bề trên cản cho nên mới không chết. Tôi không đồng ý. 500 con người trên kia đều xấu tính hơn cái ông này sao? Tại sao 500 con người kia ít nhất cũng phải có vài người tốt ngang ông này hoặc tốt hơn chứ? Tại sao lại 500 con người lại không 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 bằng cái ông này để 500 con người kia bị chết, mà cái ông này sống thì có mỗi ông này tốt hơn 500 con người kia? Mọi người chịu không? Mọi người nghe vậy mọi người thấy hợp lý không? Rồi chú bảo là trường hợp nếu như mình gặp cướp đi mà mình bị cướp mất tiền á thì cũng đừng có buồn. Đừng có than thân trách phận gì hết á. Cái đó coi như là mình thiếu nợ người ta, thì bây giờ mình trả cho người ta thôi. Đó, thấy nghĩ đơn giản không? Ừ, đúng là tự nhiên gặp cướp, cái tự nhiên ra đường có người cướp tiền của mình, xong là mà mình mắc nợ nó thôi, xong nghĩ đơn giản khỏe. Đó là cái giải thích theo cái kiểu là làm cho mọi người mụ mị, chứ thực ra trong đời ngày xưa giờ chưa biết đến NLG mọi người cũng đã giải thích được cái câu đó rồi. Người ta không có giải thích theo kiểu của chú, mà người ta sẽ giải thích như thế nào? Ôi, của đi thay người. Đó là cách an ủi và dễ chấp nhận nhất. Tôi thấy cái cách mà giải thích của đi thay người là cái cách giải thích hợp lý, dễ chấp nhận nhất. Chứ đừng có giải thích theo cái kiểu là mình mắc nợ nó rồi giờ mình trả. Tào lao. Đâu? Biên lai đâu? Chìa cho tôi coi cái biên lai tôi nợ anh cái gì đâu? Có không? Không. Vậy mà cứ bảo tôi mắc nợ anh đâu có được. Muốn mắc nợ phải chứng minh đi tôi nợ anh cái gì. Rồi cho tôi thấy được tôi nợ anh đi, thì bây giờ cái đó mới gọi là tôi nợ anh. Còn rõ ràng bây giờ là không hề, cũng chỉ là một một lời nói tại một phía thôi. Tại sao mọi người lại nghe? Không có gì chứng minh đâu mà nghe. Cái cách an ủi tốt nhất ở đây là gì? Là của đi thay người. May quá, mình còn sống, mình còn làm ra của. Thôi, mình cho mình mất của đi. Của đi thay người, mình vẫn còn cái giữ được cái mạng này. Đó mới là câu giải thích trả lời thỏa đáng hợp lý từ thời ông cố ông sơ của ta để lại. Còn nghe theo cái cách trả lời của NLG là gì? Mình nợ nó, bây giờ mình trả cho nó. Tào lao. Nợ cái gì? Nợ gì ai? Nợ thì đưa giấy nợ đây. Rồi cái câu trả lời cho cái câu hỏi ở trên của cái người đó hỏi là học NLG xong ra đường gặp cướp thì làm sao? Thì chú chỉ nói một câu là nếu mà mình ăn ở người thiện lành thật sự, thiện lành thật sự, tức là phải nhấn mạnh cái chữ thật sự chứ không được giả dối, thì sẽ có sự bảo vệ của bề trên, không có bị nguy hiểm. Mà nếu có lỡ bị cướp thì cũng không có nguy hiểm đâu, nhẹ thôi, không có nguy kịch gì đâu. Nếu mà có xảy ra mất tiền thì coi như mắc nợ người ta rồi, mình trả nợ xong thì huề hết. Ôi trả lời nghe mắc cười quá. Nghe tôi trả lời nè. Nếu như gặp cướp, tại vì cướp nó không có phân biệt người hiền hay người lành, người dữ. Mà thường á, người hiền mới hay gặp cướp. Đi ra đường nó gặp mấy cái thằng ngơ ngơ ngáo ngáo, cái thằng hiền 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 gì, những người hiền hiền á, nó mới cướp. Chứ còn cái người bợm trợn thôi ha, nhìn hùng hổ báo, nhìn cái mặt dữ dằn có thằng nào dám cướp. Chứ đừng có nói là hiền không không bị cướp nhé. Càng hiền càng bị bắt nạt và càng bị cướp và dễ bị lừa nữa. Đó. Hậu quả của hiền là gì?
dễ bị lừa, dễ bị bắt nạt, dễ bị cướp, dễ bị ăn hiếp. Đó, là vậy đó. Chứ không phải là cứ hiền thiện lành là được bề trên che chở. Bề trên nào che chở? Không có cái bề nào hết trơn á. À, nhiều người cứ nghĩ là có thần linh phù hộ cho mình. Không có. Không có thần linh nào phù hộ hết trơn á. Bản thân mình phải tự cứu mình mà thôi. À, thần linh là gì? Là những người đó ngày xưa họ cũng sống như mình. Sau đó họ bệnh hoạn, họ kiệt quệ, không còn sức lực nữa, họ mới chết. Một cái người không còn sức lực gì đó rồi chết rồi bây giờ người có hình thù cũng không có. Chỉ là một cái không khí gió thôi. Mà ngồi đó mà dựa vào họ bảo vệ cho mình. Cái đó là chẳng qua là một cái duy tâm á, người ta cứ nghĩ để người ta nghĩ về cái hướng tâm linh để họ nghĩ tự an ủi. Họ tự an ủi, họ tự sướng với nhau, họ tự an ủi chứ đâu có cái gì chứng minh đâu. Không có gì chứng minh hết. À, cái ông mà cứ nhận tôi là thầy bắt đầu ông phán ra thì mọi người phải nghe. Mọi người nghe một cách mà nghe một cách mà như nai tơ á, nghe mà không có cái gì để kiểm chứng. Chừng nào ông phải có cái gì đó, ông là thầy đúng không? Ông chứng minh cho tôi đi. Xem cho tôi thấy cái lúc mà tôi bị như vậy thì có cái thần nào xuất hiện không? Ít ra phải có cái gương trở về quá khứ á, chiếu vô, nhìn vô như trong phim của không á, à, nhìn vô một phát đó. Cái lúc mày bị tai nạn này mà thấy không? Đó 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 có cái hồn bay 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 trên đầu mày đó, đó 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 thần nó đang cản lại đó. Thì lúc đó mới tính. Đằng này nói không mà, một câu nói ai cũng nói được. Nói mà không có kiểm chứng. Không kiểm chứng được. Chứ không phải là không có kiểm chứng. Một câu nói không kiểm chứng được mà mọi người lại tin răm rắp, không hiểu nổi luôn. Phải có một cái gương thật. Khi mà bị mày bị tai nạn mà do mà chứng minh cho có thần bề trên hỗ trợ che chở gì đó. Bật lại chiếu lại trở về quá khứ cho họ coi, họ nhìn xong rồi đó, đó cái lúc mày bị tai nạn thấy không đó, xong đây cho bên đây có một cái bóng nè, cái bóng bay ra này đó thấy chưa, cái bóng đó đó, 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 đó bề trên đó. Thì lúc đó mới tin là bề trên bảo vệ. Trời ơi nói chuyện mà cứ lôi bề trên ra để hù 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 những cái người mà yếu bóng vía. Tất cả những người đó là gì, là những người sợ chết. Chỉ có những người sợ chết thì chỉ cứu tối ngày cứ dựa vào bề trên, không có bề nào hết trơn á, bề bề mình thôi à, không có bề trên nào hết trơn á. Rồi chú nói là cứ ăn ở thiện tâm thực sự thì có yếu tố gì đó đạo đức tình thương đầy đủ phẩm chất thì sẽ ít gặp họa đúng không, sẽ không có, sẽ được bề trên phù hộ đúng không. Bây giờ tôi cho mọi người thấy nè. À, mọi người có thừa nhận trong đời khi mà mọi người nghe một cái tin, một cái người bạn của mình chết chết mà chết trẻ nha, chết già thì mình nghe tin một người già chết thì cái chuyện đó là bình thường, quy luật theo quy luật của tạo hóa tới đó là chết rồi thì không có nói gì hết. Mình đang nói chết trẻ là mới có hưởng dương thôi đó, chưa có được hưởng thọ đó. Thì cái câu cửa miệng mọi người đầu tiên sẽ thốt ra là cái gì? Trời ơi cái thằng đó nó hiền lắm, cái thằng đó nó ngoan lắm, cái con đó nó ngoan lắm mà bây giờ nó bị như vậy, tại sao lại ác với nó như vậy? Đúng không? Rồi, chưa kể nha. Trong một gia đình, vô tình có một đứa con nào đó trong gia đình bị sự cố thì sao? Chính những người trong gia đình nó là cái đứa ngoan nhất nhà. Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nó hiền lắm, nó ngoan lắm mà tại sao nó phải ra đi như vậy? Đúng không? Tự mọi người cũng đánh giá được ai là người hiền, ai là người có phẩm chất, ai là người tốt. Xưa giờ thì từ thời ông Cố ông Sơ tới bây giờ tất cả mọi người đều có thể nhìn và để đánh giá. Thứ nhất là nhìn đầu tiên cũng có thể đánh giá được một phần rồi, sau đó qua giao tiếp, qua ứng xử, rồi qua sinh hoạt sống chung nữa, mọi người đánh giá được cái người đó có phẩm chất đạo đức hay không nha. Là xưa giờ người ta đánh giá bằng như vậy đó. Cho nên đi học đó mới có cái mục học bạ đó, cái gì đó hạnh kiểm tốt, hạnh kiểm trung bình, hạnh kiểm khá, hạnh kiểm xấu. Đó là sao? Là dựa vào những cái tác phong nè, đi học sớm nè, chăm học bài nè, ngồi ngoan nghe cô giảng không nói chuyện nè, đó là hạnh kiểm tốt. Đó tức là nó có những cái ba rem cụ thể ra, nó có cái ba rem cụ thể ra để người ta đánh giá thế nào là hạnh kiểm tốt. Chứ còn vô energy là không có cái ba rem nha, vô energy này không có cái ba rem mà chỉ đánh giá dựa vào cái kết quả. Energy đánh giá con người ta là dựa vào kết quả, cái người đó tốt rồi bắt đầu người đó ok rồi, người đó thành công rồi nó suy ra là cái người đó tốt, hạnh kiểm tốt. Người đó không thành công suy ra cái người này không giữ được đạo đức.
cái energy đánh giá là đánh giá như vậy đó, mọi người có nhìn ra chưa, mở mang được cái não ra chưa. Mình đi học người ta đánh giá bằng cách là ăn mặc chỉnh tề nè, giày dép đầu tóc gọn gàng nè, tất cả những cái đó là cái gì, từ xưa đến giờ người ta đánh giá con người đạo đức tốt hay không là như vậy đó. Nó phải có cái barem cụ thể ra, mình nhìn vô ai cũng đánh giá được. Tự nhiên giờ cái vô energy phát là mù tịt hết luôn. Một cái đưa cái tiêu chuẩn đạo đức ra một cách hết sức là mơ hồ. Mơ hồ ở cái chỗ là không ai đánh giá được, mà chỉ đánh giá sau khi cái hậu quả nó xảy ra, đánh giá dựa trên cái hậu quả, chứ không không có đánh giá được khi mà chưa có cái hậu quả, hiểu không? Đó là cái cách gì? Cái cách nước đôi của energy, cái cách chối trách nhiệm của energy nó là như vậy đó. Rồi, có biết, mọi người có biết là tại sao người tốt lại hay chết sớm không? Rất nhiều người sẽ thắc mắc câu hỏi đó. Khi mà mọi người nghe một cái hung tin về một cái người bạn hay là người thân của mình, mà cái người đó còn nhỏ, còn trẻ đi, mà chết trẻ đi, mọi người sẽ tức tối, mọi người sẽ hỏi một câu: tại sao cái người tốt như vậy lại chết? Tại sao những cái thằng ác ngoài kia, thằng cướp ngoài kia nó đầy ra, nó chém cướp của giết người đầy ngoài kia nó không chết? Tại sao cái thằng trộm chó, những cái thằng dâm ô, hiếp dâm, tham nhũng sao nó không chết, mà toàn những cái người hiền lành chết? Mọi người có hay đặt câu hỏi đó không? Điều đó chứng minh là điều gì? Ở hiền chết sớm. Chứ không phải là cứ đạo đức tốt mà được bề trên che chở nha. Thì bây giờ mọi người có biết tại sao người tốt lại bị chết sớm không? Có ai trả lời được không? Chắc chắn là không. Không ai trả lời được hết á. Bằng chứng là gì? Mọi người thấy không? Mọi người coi một bộ phim dài 100 tập thì cái thằng ác nó sống tới 99 tập. Nó hành hạ cái thằng tốt 99 tập sống khổ sở. Để cái tập cuối cùng thằng ác nó mới chết. Thằng tốt sống được có một tập cuối cùng. Đó, đó là cái sự bất công. Ác sống lâu, ác được hưởng lợi nhiều. Càng hiền càng tốt thì càng thiệt thòi. Nha, phim cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Và nhất là khi nghe một cái thông tin dữ, mọi người sẽ nói một câu: người đó, cái thằng đó, cái con đó nó tốt, nó hiền, nó ngoan lắm, mà tại sao nó lại đi cướp đi này kia, tại sao thế này nọ. Câu đó là cái câu cửa miệng mọi người nói đó. Ai nói đây? Ai cũng nói hết á. Nhưng mà không hiểu tại sao người tốt lại chết sớm, đúng không? Tôi trả lời cho nè. Bây giờ bạn đi ra một cái vườn hoa thì bạn sẽ hái bông hoa nào? Trong một vườn hoa thì thường người ta sẽ chọn bông hoa đẹp nhất để hái. Đúng không? Mình đi hái hoa thì mình phải hái cái bông nào đẹp nhất mình hái. Thì cũng giống như cái ông, cái ông gì ta, ông thần chết á, ông đi xuống ông tuyển nhân viên về làm quân sư đội ngũ cho ông, thì ông phải lựa cái người nào tốt trước chứ, không lẽ ông lấy mấy cái thằng ác ác về làm gì để mất công ông huấn luyện? Ông phải tìm cái người nào tốt để ông đưa về làm quân sư, làm gì đó, làm lính cho ông, làm đồng đội, gom về làm đồng đội của mình, làm cận vệ của mình, ông thu nạp thêm chiến binh của mình. Thì ông phải lựa những cái người nào tốt trước chứ ông lấy mấy cái người xấu xấu về làm gì. Đó, cái cách để giải thích cho cái việc tại sao người tốt chết sớm là vì trong một vườn hoa thì người ta sẽ chọn những bông hoa đẹp nhất để hái, để làm gì? Cái câu này để làm gì? An ủi cho cái người mà bị hái đó, là nghĩ rằng à thôi, mình là người tốt, dù sao cũng được đánh giá là người tốt. Đó là cái an ủi cuối cùng đó, cho đỡ tức thôi. Nhưng mà nghe cũng có lý, nghe nó còn có lý hơn. Và cái điều đó đang xảy ra hàng ngày ở ngoài xã hội. Những người tốt, những người sống tử tế, những người sống hiền lành thường hay chết sớm. Những người tham ô, tham nhũng, dâm ô, lừa đảo sống rất lâu nha. Quy luật là vậy đó. Cho nên muốn sống dài là phải ở ác. Chỉ có một điều là không phải ai cũng ở ác được. Tại vì sao? Tại vì mình là con người, cho nên mình cứ sống đúng cái lương tâm con người mà thôi. Còn những người ở ác là bởi vì họ đã bị không còn là cái lương tâm con người nữa, họ mới làm được cái điều ác. Chứ rõ ràng ai cũng biết, nhiều khi tôi cũng bức xúc. Tôi biết là, ủa tại sao
những người ở ác họ sống lâu vậy, không lẽ nào mình cũng phải ác đi để mình sống lâu hơn họ sao? Nhưng mà bây giờ ngay cả mình tức thì mình nói như vậy thôi, chứ giờ mình cũng không thể nào ác như họ được. Cái đó là do cái bản năng, bản chất của mỗi người khi sinh ra nó đã được hình thành như vậy rồi. Chứ không phải là mình thấy người ta ác, người ta sống dai, cái là mình ráng mình sống ác theo họ đâu, cũng không được. Nói thì lúc mà bức xúc bực bực thì nói vậy thôi, chứ thực ra bây giờ có cho cũng không không chọn được con đường ác đó. Nó là như vậy đó, cho nên cứ chấp nhận đi. Thì tôi mới nói đó, trời cho bao nhiêu thì hưởng nhiêu, khi nào trời gọi thì vui vẻ đi, thế là xong. Khỏi có lăn tăn, khỏi có mang cái chết ra để mà sợ, rồi bắt đầu để mọi thứ khác người ta làm tiền mình, rồi người ta kinh doanh trên nỗi sợ hãi của mình. Như là gì vậy? Mình sợ quá mình đi coi bói nè, để mình coi vận hạn sao. Tức là tự nhiên ông thầy bói ông kinh doanh được cái dịch vụ sợ hãi của mình, đúng không? Rồi mình sợ quá mình nghe lời ông thầy lang băm này chữa bệnh này, cái mình chạy theo, thế là ông kinh doanh được trên nỗi sợ hãi của mình. Chi bằng mình xác định là ê, sống ngày nào sống chết bỏ, đâu thằng nào kinh doanh được trên nỗi sợ hãi của mình, nó có sợ gì đâu, chết còn không sợ thì sợ cái gì. Không có ai kinh doanh trên nỗi sợ hãi của mình được trên. Tập nhìn thẳng vào sự thật, tập chấp nhận sự thật, không có cái gì phải sợ rồi. Tại sao phải nói nước đôi? Nói nước đôi để làm chi? Để ngừa mọi tai họa, mọi hậu quả nha. Bản thân tôi đã từng nói nước đôi, tôi đã từng làm một cái việc nước đôi, là khi mà tôi đưa ra cái kênh mà đọc sách á, hồi đầu tôi suy nghĩ mình đọc sách như vậy á rồi nên nghe, đâu phải ai cũng thích nghe, chắc chắn nó sẽ có những cái đối tượng vô để chửi bới mình, hiểu không? Thì bắt đầu tôi mới chọn một cái tên, tôi để là Audiobooks for the Blind, có nghĩa là sách nói cho người mù, đọc sách cho người mù. À, tôi ghi cái tên kênh là đọc sách cho người mù mà tôi ghi bằng tiếng Anh đó, hiểu không? Thì khi mà có một người vào chửi, chê đọc dở òm, đọc thế này thế kia, chê nha, nói mà chê mà chửi nha, thì tôi sẽ hỏi lại cái người đó, bạn có bị mù không? Nếu bạn không mù thì tại sao bạn không đọc được cái tên kênh của tôi đã sách cho người mù, mà bạn không mù bạn chui vô đây bạn nghe chi mà bạn chê? Bạn không mù bạn lấy về bạn tự đọc đi, bạn chê cái gì? Thì cái thằng vô chửi đó có nhục không, đúng không? Còn nếu như một cái thằng mù nào đó nó vô nó chê, tôi hỏi lại nó, bạn bị mù bạn có tự đọc sách được không mà bạn còn chê người ta? Bạn chê người ta mà bạn không làm được như người ta thì bạn chê cái gì? Tôi thấy người mù cứ hay lên tivi báo đài than thân trách phận là đi học bị hạn chế, không có tài liệu để tiếp cận, không có người giúp đỡ để đọc sách. Bây giờ tôi đọc sách đi cho nghe nè, còn chê cái gì? Thì cái thằng mù đó nó cũng sẽ bị nhục. Đó là cách tôi đã ngừa ra được một cái cách để nói nước đôi. Thằng nào vô nói cũng bị tôi chém cho chết, hiểu không? Tức là luôn luôn đúng, tôi luôn luôn đúng, tôi không có sai chỗ nào hết trơn. Mọi người vô nói chỉ có sai thôi. Tức là mình khi mà mình làm cái gì đó, mình đã nghĩ ra được một cái để mình phòng, mình làm cái gì bình phong để mình xử lý trong cái tình huống đó, thì người ta không có bẻ được mình chỗ nào hết trơn. Nói là họ phải chỉ có câm nín thôi. Thì ở đây cũng vậy, energy mượn cái yếu tố tình thương mà lại không có cái thước đo, mà nói một cách hết sức là mơ hồ. Nhưng cái hình thức này á, tôi có thể đo được, nhưng mà tại vì mọi người không chịu đo. Mọi người còn nhớ cái vị hoa hậu, đây có một cái hoa hậu nè, hoa hậu là Nguyễn Thị Tuyết Mai, 76 tuổi, bà ngoại hoa hậu NLG trong cái clip của tôi đó ha. Các bạn xem cái clip đó thì rõ ràng các bạn thấy cái nhân cách của cái bà đó không có đủ yếu tố như mình nghĩ. Thì tại sao bà lên đây bà chia sẻ nè, bà học bộ môn này, họ họ bà biết hết bao nhiêu bệnh, bà có cái bài chia sẻ trên đây nè, ngồi tôi post lên cho bà coi, bà chia sẻ đó, bà hết biết bao nhiêu bệnh đó. Rồi bây giờ nếu như bà không chia sẻ, mà nếu như mà bà nói là bà không hết bệnh đi, thì mọi người sẽ nhìn vào cái nhân cách mà bà nói chuyện với nói tôi ngày đợt trước á, thì chắc chắn mọi người sẽ phán là gì, bà làm gì đủ năm yếu tố, cái cách cư xử của bà như vậy làm gì đủ năm yếu tố mà bà hết bệnh được, đúng không? Rồi bây giờ cái clip mà chị Hiền, tôi nói cái chị Hiền đó này kia đó, thì cái chị Hiền đó nó bị chết đó, thì cái chị Hoa này mới bảo là nhiều khi không giữ được tần số thì chưa chắc gì học lớp 4 mà mạnh bằng lớp 1, lớp 2.
rồi cái gì đo, có cái gì đo không? Không. Mà trong khi cái bà Mai này á, cái bà Tuyết Mai già già 76 tuổi này nè, thì bà lên bà chia sẻ cái đó, cái thành quả của bà học đó, rồi nhìn cái cách cư xử của bà trên mạng xã hội đi, như một bà già trẻ trâu có ra hồn ra khoai gì đâu, thì tại sao bà hết? Cái cách nói của energy nó không có đưa ra được cái barem cụ thể, nó thật thà nó liệt kê được những cái barem cụ thể như thời mình đi học á. À, đi học sớm nè, ăn mặc chỉnh tề nè, quần áo gọn gàng, đầu tóc cắt ngắn nè, phải liệt kê hết ra, học bài thuộc bài nè, chăm chú nghe giảng, không nói chuyện trong lớp, nó phải có cái barem cụ thể ra đánh giá, rồi anh này là hạnh kiểm tốt thì mới chuẩn được. Còn hôm nay cái bà Mai già này nè, nhìn cái hạnh kiểm thì không tốt mà cái kết quả bà tốt, mọi người không ý kiến gì hết. Rồi cái người cái chị Hiền này nhìn chị rất hiền, rất tử tế, rất thương người, nhưng mà chẳng may chị qua đời, mọi người lại bảo cái hạnh kiểm của chị thì không tốt. Thấy nó tào lao không? Cho nên cái chuyện mà lôi cái yếu tố đó ra đó chỉ là cái bình phong để bất cứ khi nào cần đập nó vào một phát, mọi người không bàn cãi. Cái việc mà energy toàn dạy người ta tích cực, người energy dạy dạy người ta toàn những điều tích cực nha, nhưng cái tích cực đó tích cực quá đến mức mà nó biến thành tiêu cực luôn. Trong cuộc đời thì luôn luôn cái gì cũng phải có hai mặt. À, nếu như cuộc sống chỉ là một đường thẳng thì con người ta đã chết từ lâu rồi. Trên con đường đi của mình không phải lúc nào nó cũng trơn tru thẳng tắp. Mình luôn luôn phải biết nó sẽ có ổ gạc phía trước. Chứ không phải lúc nào mình cũng nghĩ nó là một cái đường thẳng tắp ngon lành, mình đi một phát tới đích luôn, đi một cách sung sướng luôn. Energy dạy toàn điều tích cực, mà dạy quá nhiều điều tích cực đến mức mà nó biến thành tiêu cực là con người ta không còn minh định được nữa, con người ta không còn có một cái phán xét nào nữa, người ta sẵn sàng chấp nhận để người khác nhét chữ vào đầu họ, rồi họ vác cái chữ đó của người khác để đi tranh luận với người khác. Đó là cái tiêu cực ở đó, nó biến thành tiêu cực rồi. Rõ ràng dạy người ta những cái điều tích cực là những tình yêu thương này nọ, không có gì xấu cả. Dạy tích cực quá, tích cực tới mức mà nhét chữ vào đầu người khác rồi để đi nói bất cứ tình huống nào mà cảm thấy không thành công energy là họ đều phang cái khuôn mẫu đó, người ta phang ra. Nó trở thành tiêu cực rồi. Tích cực quá nó biến thành tiêu cực, nó là như vậy đó. Đời cho hai con mắt để nhìn, để quan sát, và cho một khối óc để suy nghĩ, để tư duy, để nhận định. Đừng để ai nhét chữ vào đầu mình. Nhét chữ vào đầu mình thì mình chịu thôi. Mình lại chấp nhận mang cái chữ nó đi ra để mình nhét và tiếp tục người khác, mà không phải chữ của mình. Ít nhất người ta nhét chữ vào đầu bạn là người ta lấy chữ từ đầu người ta nhét thẳng vào bạn. Còn đằng này bạn lại lấy chữ của người khác đi qua trung gian của đầu bạn, bạn đi qua bạn nhét chữ vào đầu của người khác. Bạn là cái gì? Chạm trung chuyển chữ. Sống không có giá trị gì trong cuộc đời này cả nha. Đừng có lôi cái chú Bảo. Chú Bảo là chú là ai? Chú là chú. Chú là người trần mắt thật. Chú là người trần mắt thịt. Chú không có một cái gì đo. Tất cả mọi thứ đều tuôn ra từ miệng chú. Không có cái gì cân đo đong đếm. Không có cái gì kiểm chứng. Không có cái gì chứng minh. Mà tại sao lại nghe chú mà không nghe tôi? Chú nói được thì tôi cũng nói được vậy, hiểu không? Chú nói cái kệ chú nói, mà tôi thấy cái vô lý thì tôi không nghe được không? Trời ơi, mọi người nghe thì mọi người nghe thôi, tại sao mọi người bắt tôi phải nghe? Tôi đâu có điếc đâu mà tôi không biết chú nói, tôi nghe hết á. Trời ơi, tôi nghe còn nhiều hơn bạn nữa đó. Bạn nghe chú nói còn nhiều bằng tôi đâu. Để tôi có cái ngày hôm nay, trước khi tôi bước chân vào cái lĩnh vực này, tôi nghe chú liên tục cả tháng rồi, hiểu chưa? Tôi nghe chú nhiều hơn bạn nghe đó. Sau này tôi nghe rồi, chính vì tôi nghe quá nhiều rồi thì tôi mới thấy cái sự việc nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nó vòng vòng chỉ có nhiêu đó thôi. Không có cái gì mới. Dù bạn có hỏi bất cứ vấn đề gì, chú cũng sẽ nói rằng chú là người hiểu rất rõ. Chú hiểu rất rõ. Nhưng kết quả chú không trả lời rõ, đó là cái đặc sản của chú. Chú chỉ trả lời luẩn quanh và cuối cùng chú cũng lái đến cái yếu tố là hạnh phúc, yếu tố đạo đức tình thương. Cứ phải nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp.
đề nghị là khoa học cho phát minh ra cái đạo đức kế đi, để kẹp cho nó thanh phát, đo ra hết tần số. Cũng giống như mình đo điện tim đồ đó, mình cắm vô tay, mình kẹp vô tay cái tim đồ nó nhảy nó ra 90, 80, 90, đo được mà, cái đạo đức kế đo được. Thì lúc đó mới đút vô biết là à, cái người này nhịp tim cao hơn người kia, nó phải có cái thiết bị đó. Còn nếu không nhìn ở ngoài cũng biết á, cái ông này thở dốc nè, đi chút xíu thở hổn hển là ông này tim yếu hơn ông kia. Nhưng mà bản thân mắt thật ngoài đời, mắt thường á, cũng nhìn đo được cái ông nào yếu tim hơn rồi. Còn muốn cụ thể yếu bao nhiêu thì đút vô cái máy. Còn đằng này cái công thức của chú không ai đo được trơn, có mình chú đo mà chú cũng không đo được luôn. Cho nên trong mọi câu hỏi chú đều trả lời nước đôi. À, chính vì mọi người đi đâu cũng vác cái câu chú nói, chú nói, chú nói, thì sau này chú nói cái gì mọi người cũng nghe. Nó sẽ dắt mọi người đi vô một cái ma trận nào đó mà mọi người không kiểm soát được mọi người nói. Mà lúc nào mọi người cũng chú nói, chú nói, chú nói, chứ mọi người không biết nói nữa. Lúc đó mọi người trở thành người câm, vô tri, vô giác, và chỉ là một cái trạm trung chuyển chữ của chú mà thôi.